trong chương trình tin tức tổng hợp đầu ngày cùng với đài trình IBC TV bản tin từ Ấn Độ. Ấn Độ tiến hành điều tra loại siro ho liên quan đến 66 trẻ em tử vong ở Gambia. Trong diễn biến ngày thứ Năm vừa qua, Ấn Độ cho biết họ đang kiểm tra các mẫu siro ho do nhà máy sản xuất là Maiden Pharmaceuticals sản xuất để xuất cảng, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sản phẩm của họ có liên quan đến cái chết của hàng chục trẻ em ở Gambia. Trong cùng ngày, truyền thông trích dẫn lời của ông Ani Vichy, người đứng đầu cơ quan y tế của bang Haryana, nơi mà công ty Maiden đặt nhà máy sản xuất, cho biết các mẫu siro đã được chuyển đến phòng thí nghiệm dược phẩm trung ương để kiểm nghiệm. Vị này khẳng định nhà chức trách Ấn Độ sẽ xử phạt nghiêm nếu phát hiện bất kỳ điều gì sai trái trong kết quả xét nghiệm. Hai giới chức của Ấn Độ giấu tên cùng ngày cũng cho biết Ấn Độ đang chờ thêm thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới và sẽ có mọi biện pháp cần thiết. Thông báo trong ngày thứ Tư vừa qua cũng trích dẫn một phân tích trong phòng thí nghiệm cho thấy lượng ethylene glycol và ethylene glycol ở mức không thể chấp nhận được, có thể gây độc và dẫn đến chấn thương thận cấp tính. Cái chết của 66 trẻ em ở quốc gia Tây Phi là một đòn giáng mạnh vào hình ảnh Ấn Độ như một nhà thuốc của thế giới, chuyên cung cấp thuốc cho tất cả các châu lục, đặc biệt là châu Phi. Quay sang với Âu Châu thì Anh Quốc cảnh giác là sẽ cắt điện 3 tiếng một ngày vào mùa đông này. Công ty điện lực của Anh Quốc cảnh giác các nhà có thể sẽ bị cắt điện trong mùa đông này nếu nguồn cung khí đốt ở mức cực thấp. Một số khách hàng có thể bị cắt điện 3 tiếng một ngày trong những khung giờ nhất định được thông báo trước một ngày. Đó là bộ phận điều hành hệ thống điện NGESO của công ty điện và khí đốt đa quốc gia National Grid Anh Quốc đã phát cảnh giác vào ngày 6 tháng 10. Theo National Grid, kế hoạch cắt điện luân phiên khẩn cấp này sẽ khiến cho Anh Quốc buộc phải giảm nhập cảng điện và không đủ khí đốt vận hành các nhà máy phát điện. Kế hoạch này cũng cần phải được vua Charles III phê duyệt theo đề nghị của Bộ trưởng Kinh tế. Đáp lại cảnh giác từ National Grid thì chính phủ Anh Quốc cho biết họ tự tin và bảo đảm là nguồn cung cấp điện cho mùa đông. Vương quốc Anh có mạng lưới năng lượng an toàn và đa dạng. Chúng tôi tự tin vào kế hoạch bảo vệ các gia đình và doanh nghiệp trước mọi kịch bản trong mùa đông này. Phát ngôn viên của chính phủ đã cho biết như trên. Số người thiệt mạng vì lở tuyết trên dãy Hy Mã Lạp Sơn ở Ấn Độ tăng lên con số 19. Cơ quan cấp cứu Ấn Độ cho biết ít nhất 19 người được xác nhận đã thiệt mạng sau một trận lở tuyết trên dãy núi Hy Mã Lạp Sơn nằm ở địa phận của nước này. Vào hôm ngày 7 tháng 10, cơ quan cấp cứu Ấn Độ cho biết ít nhất 19 người được xác nhận đã thiệt mạng. Vào trước đó, lúc 8 giờ 45 phút ngày 4 tháng 10, theo giờ của địa phương, nhóm leo núi gồm có 34 học viên leo núi và 7 hướng dẫn viên đã gặp phải một trận lở tuyết trên dãy Hy Mã Lạp Sơn ở địa phận Ấn Độ. Hiện nay 10 người vẫn còn đang mất tích trong bối cảnh thời tiết xấu cản trở nỗ lực tìm kiếm và cấp cứu. Dãy Hy Mã Lạp Sơn là dãy núi cao nhất thế giới và trải dài trên địa phận 5 quốc gia, bao gồm có Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal và Pakistan. Theo số liệu thống kê, trong hơn 100 năm vừa qua, đã có khoảng hơn 300 người thiệt mạng trong quá trình chinh phục dãy núi này. Liên quan tới Hoa Kỳ, thì chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt các công ty của Tân Java và quần đảo Marshall vì giúp cho Bắc Hàn né cấm vận. Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 10 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới sau các vụ hỏa tiễn của Bắc Hàn mới nhất trong tuần này để nhắm vào mạng lưới mua bán dầu mà Hoa Thịnh Đốn cho là hỗ trợ các chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng và quân đội của họ. Các lệnh trừng phạt này nhắm vào hai công ty đăng ký tại Tân Java và một công ty đăng ký tại quần đảo Marshall. Bộ Tài chính của Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố khi Hoa Thịnh Đốn tìm cách buộc Bắc Hàn phải chịu hậu quả cho việc chuyển hàng từ tàu này sang tàu khác để lách các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Với việc trừng phạt các thực thể và cá nhân này, Hoa Kỳ đang gửi thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục có các hành động nhằm vào các ai ủng hộ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Bắc Hàn phát triển và duy trì quân sự cũng như vò kho vũ khí. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố riêng rẽ, các lệnh trừng phạt này được đưa ra sau khi Bắc Hàn bắn một hỏa tiễn tầm trung qua lãnh thổ của Nhật Bản hôm 4 tháng 10. Sự việc này thúc đẩy các cuộc tập trận hỏa tiễn chung của Nam Hàn và Hoa Kỳ. Nhiều thập niên trừng phạt cho Hoa Kỳ dẫn đến không triệt tiêu được các chương trình hỏa tiễn và bom nguyên tử ngày càng tinh vi của Bắc Hàn.
và nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã tỏ ra không quan tâm đến việc quay trở lại con đường ngoại giao thất bại mà ông đang theo đuổi với cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tin liên quan đến Việt Nam, Bộ Ngoại giao tuyên bố không bao che cán bộ trong vụ chuyến bay giải cứu. Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam vào hôm ngày 6 tháng 10 khẳng định không có bao che hay vùng cấm trong việc xét xử những cán bộ viên chức vi phạm trong vụ chuyến bay giải cứu đưa công dân từ nước ngoài về Việt Nam trong thời gian diễn ra đại dịch, đồng thời cho biết đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ nhân viên của Bộ. Các chuyến bay được gọi là giải cứu công nhân này đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt với sự tham gia của 5 bộ, bao gồm Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Theo lời phát ngôn viên Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Sô trong một cuộc họp báo vào tháng 6, lợi nhuận thu được sau mỗi chuyến bay giải cứu lên đến vài tỷ đồng sau khi trừ đi các chi phí, và kết quả điều tra ban đầu cho thấy các bị can đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn Mỹ Kim. Cho đến nay đã có hơn 20 người bị bắt giữ trong vụ án này, đa số là lãnh đạo, cán bộ thuộc các bộ ngành và văn phòng chính phủ. Trong đó, Bộ Ngoại giao có số cán bộ bị bắt giam nhiều nhất tính cho đến nay, và người có chức vụ cao nhất của bộ này bị bắt giữ là ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Liên quan tới Hoa Kỳ thì Bộ Lao động của Hoa Kỳ vừa nêu tên Việt Nam trong báo cáo về cưỡng bức lao động trẻ em. Việt Nam nằm trong số các quốc gia châu Á bị đề cập trong một báo cáo mới công bố của Bộ Lao động Hoa Kỳ về tình trạng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em. Báo cáo có tên là Danh sách hàng hóa do lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng bức sản xuất, do Văn phòng Quốc tế vụ, viết tắt là ILAB của Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố hôm 28 tháng 9, đề cập đến những quốc gia bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ngành thủy sản, trong đó có Việt Nam. Hoa Kỳ có trách nhiệm chấm dứt tình trạng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức nghiêm trọng, Bộ trưởng Lao động Matthew Walsh đã nói trong báo cáo. Chính vì vậy, sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành đạo luật phòng chống lao động cưỡng bức của người Duy Ngô Nhĩ hay là Uyghur, thì bộ này đã phát triển một chiến lược hành động để nhằm bảo đảm các doanh nghiệp và người tiêu dùng Hoa Kỳ không vô tình hỗ trợ cho các hành vi vi phạm quyền con người và quyền lao động. Trong báo cáo dài 116 trang của ILAB năm nay, Việt Nam bị liệt kê cho các ngành nghề đang tồn tại tình trạng lao động trẻ em, bao gồm sản xuất gạch, hạt điều, cà phê, đánh cá, giày dép, đồ nội thất, thục gia, hạt tiêu, gạo, cao su, mía, chè, dệt may, gỗ, thuốc lá. Riêng ngành dệt may được xem là ngành tồn tại cả hai tình trạng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em. Bản tin cộng đồng tiếp nối cho hay cảnh sát Westminster tìm kiếm những kẻ đập kính xe của người khác ở Westminster Mall để trộm vật dụng. Sở cảnh sát Westminster đang truy nã một nghi can đập cửa kính xe của người khác tại thư xá Westminster Mall vào hồi tháng 9 vừa qua. Theo thông cáo của Sở cảnh sát Westminster, sự xảy ra vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Năm ngày 22 tháng 9. Nghi can đập cửa kính xe của một người đậu trước nhà tập thể dục Chelsea Fitness ở thư xá Westminster Mall, trộm thẻ ngân hàng và tiền mặt của nạn nhân, rồi dùng tiền đó để mua nhiều món khác tại cửa hàng Target và Westminster Mall. Theo mô tả của cảnh sát, nghi can có thể là người da trắng hoặc là người châu Mỹ Latin, cao 9 inch, dáng người gầy, tóc đầu đinh có hình xăm trên hai bàn tay và bốn ngón tay phải. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần tin tổng hợp đầu tuần và đầu ngày của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi kính chúc cho quý vị có một ngày mới, một tuần mới khởi đầu thật thành công và vô lượng an lạc.